Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Đức Nhân Tâm. Hôm nay, hãy cùng Tiếng Đức Nhân Tâm học về các mẫu câu giao tiếp về chủ đề chào, hỏi thăm, tạm biệt nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Phần 1. 10 câu chào hỏi bạn nên biết. Hello. Xin chào. Guten Morgen. Chào buổi sáng. Guten Tag. Chào buổi trưa. Guten Abend. Chào buổi tối. Schönen guten Tag. Chúc một ngày tốt lành. Hallo. Wie geht es dir? Xin chào, bạn khỏe không? Wie geht's? Bạn thế nào rồi? Alles ist in Ordnung? Mọi thứ ổn chứ? Schön, Sie zu sehen. Rất vui được gặp bạn. Wie läuft es bei dir? Có gì mới không? Phần 2. 10 câu hỏi thăm bạn nên biết. Wie ist deine Arbeit? Công việc của bạn thế nào? Wie läuft dein Tag? Ngày hôm nay của bạn thế nào? Wie lange hast du hier gearbeitet? Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hast du Pläne für das Wochenende? Bạn có kế hoạch cho cuối tuần không? Hallo, wie war dein Wochenende? Xin chào, cuối tuần của bạn thế nào? Wie geht es Ihrer Frau, Ihrem Mann? Vợ, chồng của bạn thế nào rồi? Wie war dein Urlaub? Kỳ nghỉ của bạn thế nào? Hast du diesen neuen Film schon gesehen? Bạn đã xem bộ phim mới này chưa? Hast du etwas gegessen? Lass uns zusammen essen gehen. Bạn ăn gì chưa? Hãy cùng đi ăn nhé. Was denkst du über das Wetter heute? Bạn nghĩ thời tiết hôm nay thế nào? Phần tiếp theo, 10 câu tạm biệt mà bạn nên biết. Auf Wiedersehen. Hẹn gặp lại. Tschüss. Tạm biệt. Bis später. Hẹn gặp lại sau. Bis bald. Hẹn sớm gặp lại. Bis zum nächsten Mal. Hẹn gặp lại lần sau. Schön, mit dir zu reden. Rất vui được nói chuyện với bạn. Ich hoffe, wir treffen uns bald wieder. Tôi hy vọng chúng ta gặp lại sớm. Mach's gut. Bảo trọng nhé. Einen schönen Tag noch. Chúc một ngày tốt lành. Bitte pass auf dich auf. Hãy chăm sóc bản thân nhé. Phần cuối cùng, 5 câu chào hỏi khi gặp lại mà bạn nên biết. Schön, dich wieder zu sehen. Rất vui khi gặp lại bạn. Lange nicht gesehen. Lâu rồi không gặp. Es ist schon eine Weile hier, wir haben uns nicht gesehen, oder? Đã một thời gian rồi, chúng ta chưa gặp nhau, đúng không? Schön, dich hier zu sehen. Wie fühlst du dich heute? Thật vui khi gặp bạn ở đây. Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mich zu treffen. Cảm ơn bạn đã đồng ý gặp tôi. Và đó là tất cả bài học ngày hôm nay. Nhân Tâm hy vọng các bạn học được thêm các mẫu câu giao tiếp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy để lại một like, một share và một đăng ký kênh nhé.